Suy niệm Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên năm B Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Thói hư của sự soi mói Thời gian vừa qua Khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công khai hơn 14.000 trang thông tin sao kê danh sách Các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Công chúng cũng kiểm tra thông tin về số tiền ủng hộ của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Từ những trang sau kê công khai, nhiều tài khoản mạng xã hội bị cộng đồng mạng lên án là phong bạc, cắt ghép, thay đổi số tiền chuyển khoản từ vài chục nghìn lên vài chục triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng nhằm khoe mẽ. Thế là nhiều người lại có dịp bóc phốt và lên án lẫn nhau. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc họ sống ảo, khoe mẽ vì lý do gì không cần quan tâm. Nhưng chắc chắn họ cũng hơn chúng ta là họ có đóng góp một phần của họ cho việc chia sẻ với anh chị em bất hạnh mình không làm gì cho anh em mình thì cũng đừng bận tâm soi mói kết án người khác thực ra khi chúng ta còn soi mói chuyện người khác là vì bản thân chúng ta chưa thoát khỏi những tham sân xì si. tham là sự ham muốn đam mê một điều gì đó lòng tham con người nằm chủ yếu ở năm nhu cầu chính gồm tài sản, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, giải trí. Sân là hờn giận, giận dữ, hơn thua, ghét bỏ, nóng nảy, thù hận. Si là si mê, vô minh, ngu tối. Nếu chúng ta không còn hơn thua sân si với người khác, thì chúng ta sẽ chẳng bận tâm soi mói việc họ làm, là động cơ gì? Chúng ta sẽ có cái nhìn bao dung và khích lệ nhau làm việc thiện hơn là ngồi đó mà nghi kỵ kết án, dèm, pha nhau. Năm xưa, các môn đệ của Chúa cũng từng sân si nên tìm cách ngăn cản người khác nhân danh Chúa trừ quỷ và Chúa Giêsu nhẹ nhàng khuyên bảo họ Ai không chống đối các con là ủng hộ các con Chúa mời gọi các môn đệ hãy có lòng khoan dung với nhau. Đừng tìm cách phán xét hay loại trừ nhau, mà hãy chung sống hiệp nhất để chung tay xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Chúa mời gọi chúng ta hãy biết mở lòng, đón nhận những người xung quanh, kể cả những người có thể không giống như mình trong suy nghĩ hay cách thức hợp vụ, miễn họ đang làm điều tốt. Chúa còn nâng những việc lành dù nhỏ nhặt thành những công đức vô lượng trước mặt Chúa. Đến nỗi dù chỉ là một chén nước lã, tích thiểu thành đại, Thiên Chúa trân trọng ngay cả những việc nhỏ nhất chúng ta làm vì lòng yêu mến Ngài. Việc lành phúc đức không cần phải làm những điều vĩ đại, mà chỉ cần sống mỗi ngày với tình yêu thương chân thành dành cho nhau những tham sân si dẫn đến lỗi công bình bác ái lỗi với dư luật chúa còn là một gương xấu thật đáng ghê tởm trước mặt chúa chúa giêsu sử dụng hình ảnh quyết liệt như chặt tay chân hay móc mắt để tránh xa tội lỗi để nói lên tính nghiêm trọng của tội và sức mạnh của cám dỗ Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm và sự kiên trì để sống theo lời Ngài dạy, để mỗi ngày tôi được lớn lên trong tình yêu và sự thánh thiện mà Chúa mời gọi. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống bao dung như Ngài, để không bao giờ phán xét hay loại trừ những ai làm điều tốt, dù họ khác biệt với con, cho con biết nhìn thấy Chúa trong mọi người và trong mọi việc tốt lành dù nhỏ bé. Nguyện xin Chúa ban cho con một trái tim quảng đại, biết sống yêu thương, cho đi mà không mong nhận lại. Vì con tin rằng Ngài luôn ở bên con và ban thưởng cho con điều tốt đẹp nhất. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền